Mình ra chợ mình mua được 2 khúc cá nheo sông về mình nấu mẻ dọc mùng để ăn. Mình cho gia vị vào, mình xào nó lên và cho mắm muối vừa đủ và cho nước vào, mình đun cho nó sôi lên. Sau đó là mình sẽ thả cá vào để mình đun. Rồi cá sôi thì bây giờ mình sẽ cho dọc mùng vào. Wow. Cho cái rau thì là này vào. Để cho nó thơm. Rồi bây giờ ta lại múc món cá ra bát để cho lên mâm đây. Đấy, rất là nóng hổi. Cá. Thơm chưa, ngon chưa, bát canh cá ngon chưa. Ăn cuối tối cùng. Ngon. Ngon nhức nách luôn.